Hi everyone. Chào mọi người. Hôm nay cả nhà đi đi zoo, đi sở thú để quay đèn. Đèn cho Christmas. Bây giờ mời mọi người cùng Ngọc đi coi đèn nha. Let's go. Wow, đẹp chưa? Thành phố Chicago về đêm. Và các bạn thấy cái hồ không? Đèn nó chiếu đẹp chưa? Bên kia kìa các bạn. Chút xíu nữa mình vô đó đó. Đó, đẹp chưa? Cái này là ở trong cái zoo á, trong cái sở thú á, là mỗi năm là người ta treo đèn á. Kìa là thành phố Chicago. Sở thú để coi đèn á, thì bây giờ sẽ chạy một vòng downtown. Có ai có thời gian mà đi xe bus để về downtown mà shopping á là thích lắm các bạn. Tại vì mình lái xe từ đầu xe parking nó đắt tiền lắm, mà đi bộ xa cho nên mình đón xe bus hoặc là xe lửa mình về trung tâm downtown á, mình đi shopping, mình đi dạo phố. Đó, rất nhiều cái tiệm đồ hiệu ở downtown này các bạn. Nhưng mà đi shopping ban đêm là vui lắm. Chưa có mở cửa cho mình vô trong. Đây là Trump Building. Cao chứ cả các bạn. Cầu nè. White Tree. No, it's very expensive too. Burberry. Mấy cái thông này là thông thực nè các bạn. Man, look, reindeer at the tree. Hai cái này làm bằng cái cây đẹp như này các bạn. Cái này người ta uống bằng cái cây á. Mùa này nó khô nè. Ồ, có hai má con luôn kìa. Mẹ với con kìa. Ở đây là không phải là cái chỗ mà zoo mà Ngọc đi coi đèn đâu. Cái này là ở ngoài. Đèn ở đây không phải đèn ở trong chỗ cái zoo đâu các bạn. Ở đây Ngọc đang chờ cho tới tại cái vé, cái ticket đó để đi vào trong cái zoo là 9 giờ. Chờ tới giờ mà đi vô cái zoo á, đi vô cái sở thú á, thì Ngọc mới vào trong. Giờ chỉ đi vòng vòng ở downtown thôi.
Nè, nhiều chưa? Yeah, don't go too far, let's go back. Ở ngoài Ngọc quay vào nè. Ở ngoài để quay vào cái zoo. Tại chưa tới giờ đi vào trong, cho nên phải đi vòng vòng ở ngoài này thôi. Đó. Thấy chưa? Đèn xanh, đỏ, tím, vàng. Rất là đẹp. Cái này mỗi năm thì có một lần thôi. Vào mùa lễ Noel thôi. Hồi sáng nó ít lạnh mà bây giờ nó lạnh rồi các bạn. Hồi sáng 50 mấy độ. Mà tới bây giờ là lạnh rồi. Nhưng mà cũng không đến nổi. Còn 4 mấy độ. Giờ đi ra xe để đi tới cái zoo. Đăng ký vé trên mạng á. Nhưng mà con gái Ngọc đăng ký trễ, cho nên đăng ký cách đây cũng 5-6 ngày rồi đó. Nhưng mà người ta đã bán vé hết trơn rồi. Cho nên hôm nay mình đi nó trễ, 9 giờ mới vào được. Mà cái giờ sớm người ta đã bốc hết rồi. Rồi, hẹn gặp lại ở zoo nha. Ở sở thú. Tới chỗ sở thú rồi các bạn ơi. Tới zoo rồi. Bây giờ đi vào đi kiếm chỗ để đậu xe. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng Ngọc với gia đình Ngọc đi vào trong để coi đèn cho Christmas nha. Đây là zoo nè. Zoo lights. Đó. Ngọc đã tới cái zoo rồi. Đi vô phải kiểm tra vé ở đây nè các bạn. Đó. Mình phải đăng ký vé, mình mua vé trên online. Xong rồi mình tới đây trình vé cho người ta rồi mình mới được đi vào. Đây, đẹp chưa các bạn? Rồi, mọi người cùng đi vào nha. Đi vào trong để coi đèn nha. Hello guys. Giờ Ngọc quay lại cho các bạn coi rõ hơn nha. Ồ, nếu quay như vậy đi ha. Đẹp chưa? Người ta dùng hơn 1 triệu bóng đèn để trang trí cho cái Lincoln Park Zoo, cái sở thú này cho năm nay, cho Christmas, cho Giáng sinh. Vì bị dịch đó, cho nên hạn chế bớt người vào. Chứ trước đây là bao nhiêu người vào cũng được, không có giới hạn người vào. Bây giờ là họ phải đợi cái nhóm này ra rồi nhóm khác mới vào, cho nên họ mới bắt mình phải mua vé theo cái giờ quy định đó mới được vào trong. Đèn hai bên nè. Bây giờ nó hơi lạnh nè các bạn. Ngọc phải mang bao tay với lại đội nón nè. Hai đứa con gái Ngọc với lại hai đứa bạn của hai đứa con gái Ngọc. Can I get a picture with you? This is the one I started doing. Make sure that one's off. Okay. What's that? So, hi. Hi. Amaya. She's in the back. She's doing a TikTok. God. Amaya. Bạn Tiffany đang đứng nhảy. Đây là bạn của Tiffany nè. Nhảy nè. That's it. Trời mùa này năm này á bị dịch cho nên cũng không đi đâu đi chơi nhiều. Cho nên mùa này là cái mùa lễ Giáng sinh chuẩn bị tới đó, mùa Noel chuẩn bị tới. Cho nên Ngọc chở mấy cái con Ngọc với lại mấy đứa bạn của con Ngọc đi cho nó quay đèn, cho nó đi chơi, nó đi ra ngoài một chút chứ ở trong nhà miết cũng tội nghiệp.
cây này đẹp chưa các bạn? Màu vàng, màu tím nó hợp nhau chưa? Vàng, đèn màu vàng với đèn màu tím. Cũng đèn đầy cây luôn. Snowman. Snowman đèn này. Ở bên kia người ta bán đồ ăn này các bạn. Cái nhà đó để bán đồ ăn đó. Tiếp đi quay lại con. Wow, đèn nó sáng nè. Đẹp chưa? Wow. Giống như là không gian ba chiều á. Ủa? Wow, you guys need to go in there. Nice. Ở cái đèn ở đây nè. Đẹp chưa nè các bạn. Đó, nó đỏ rồi, tắt nó đổi màu đẹp chưa. Ờ. Hey. Rihanna. Oh my god. Let's take the picture over there. Ready? Yeah. Wow. Wow. You get so many. I want to take the picture too. Oh god. Penguins, meow. Penguins. Penguin where? Do not enter. Không biết năm nay nó có cái show không ta? Now they have the show this year or not? Mỗi năm mà là có cái show nó đèn nó dance đẹp lắm. Cái đèn này nó đổi kiểu, nó nháy đèn đổi kiểu á. Năm nay không biết có không. Hey. Hi Tracy, Brianna. Trong này nó tối nên cái đèn thấy rõ đẹp chưa các bạn. Đây nó có đèn nó sáng nữa các bạn. What do you guys see? Bây giờ mấy cái con thú nó ngủ hết trơn rồi. Right? Yeah, they all sleeping. Bây giờ nó ngủ hết trơn rồi trong này. Nếu mình đi ban ngày á, thì mình thấy mấy con thú được. Giờ này nó ngủ hết rồi. Còn đi ban đêm thì chỉ thấy đèn thôi. Coi cái này nó có cái gì dưới đây không? You see something down here? Ờ, cái này cái đường đi thôi, trong có gì hết. Cỏ. Con ngựa văn nè. Đứa nào muốn cởi ngựa văn này không? Muốn ngồi lên không? Nè con ngựa văn này các bạn.
Người ta chụp hình như Ngọc phải đi tránh qua bên đây. Mấy đứa nhỏ nó chạy tới trước rồi các bạn. Ngọc lo chụp hình nữa, đằng sau đây mấy đứa chạy tới trước rồi. Kia là con cá mập này các bạn. Short. À, đây con cua nhỏ. Cua. Đây là mọi người ơi, năm nay vì bị dịch á cho nên không có cái show kiểu cái đèn á, ngoài năm là có cái show light đẹp lắm, có cái đèn người ta mở rất là đẹp, mà năm nay vì dịch cho nên người ta không có mở, mình chỉ đi vòng vòng về mình coi đèn thôi. Tiếc quá thôi, năm nay mà có cái show light là quay cho các bạn thấy rồi, quay cho mọi người thấy rồi. Này ở trong quay ra nè bạn. Hồi nãy là Ngọc quay ở ngoài vô, bây giờ cái này quay ở trong đi ra. Ở trong này là cái chỗ người ta bán thức ăn nè. Yeah. Người ta mua đồ ăn xong người ta ngồi đó ăn. Đó, nhà đó, nhà bán đồ ăn đó, mình vô đó mình order đồ ăn. Lạnh đó các bạn. Tiffany, con mặc áo vô có lạnh con. Trời ơi, mình lạnh mình mang găng tay đội nón luôn. Áo lạnh nó mặc mỏng manh chưa. Đây có ông già Noel nè. Người ta đứng sắp hàng để chụp hình với ông già Noel nè. Ông già Noel bự chưa? Ngọc phải quay như vậy là mới thấy được. À, ông già Noel bự chưa? Có người chụp hình như thế nào? Ngọc quay nghiêng qua như vậy. Mua đồ ăn ngồi bên đây nè. Hey, what you got eating? She got a pretzel. Oh. Tracy and Brianna went that way, I think. Oh yeah, she's there. Hello. I don't have money in the exclusive. What do you want to buy? Muốn mua gì mẹ mua cho. No. Tracy, I have Tracy's credit card on my phone. Brie, do you have Apple Pay? No, I have money. I pay for you. What do you want to buy? For Brianna and Tracy? Mua gì? What do you guys want? Nancy should buy it. Hot chocolate? Hot chocolate okay, ở đâu? Still have it. Here? Yeah. Okay, come back. Come back and then we'll get it. And then after, I think we're gonna have to go.
picture here. Mẹ còn muốn chụp hình nữa. Mẹ muốn chụp hình chưa? Ai chụp OK, đi về thôi. Người ta đóng cửa con ơi. Let's go, they close. Còn ham muốn chụp hình nữa, chưa muốn về nữa. Come on, they close, let's go. Rồi đi về. Tới giờ người ta đóng cửa rồi. 10 giờ đóng cửa. Hồi nãy Ngọc vô đây là 9 giờ kém 10, nhưng mà phải xếp hàng để vào á, cho nên chắc cũng mất 10 phút á. Giờ vô đây được 50 phút là giờ tới giờ đóng cửa rồi. Bây giờ Ngọc sẽ đi về nhà. Ngọc xin chào tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi người có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm cúng bên gia đình của mình nha. Bây giờ người ta cũng đã đóng cửa cái chỗ này rồi, cái zoo này đã đóng cửa rồi. Cho nên giờ Ngọc sẽ đi ra xe và đi về nhà thôi. Bye bye. Xin chào và hẹn lại tất cả mọi người vào những video tiếp theo nha. Merry Christmas everyone.